Các bác, và bên em tiếp tục về thêm mẫu sản phẩm Lexo EQ31 Plus, mẫu sản phẩm lọc xì số đến từ Lexo. Và có khá là nhiều bác em đã quan tâm đến cái dòng sản phẩm này rồi, thì bên em phải tiếp tục về hàng để phục vụ các bác với em. Và đây là màn hình thức của Lexo EQ31 Plus. Mẫu này thì đợt trước bên em bán giá là hơn 2 triệu đồng, nhưng ngày hôm nay thì về số lượng lớn và bên em quyết định giảm giá cho các bác với em với mức giá chỉ còn 1 triệu 800 nghìn đồng với sản phẩm mẫu lọc xì số đến từ Lexo EQ31 Plus các bác nhá. Hình thức hộp đây các bác, đấy, có rất nhiều dạng đông đèn led luôn, các bác nhìn thấy ngay ở trên mặt hình thức luôn, đã có luôn rồi. Đấy, phiên bản thì hiện tại thì bên em đang bán phiên bản màu đen các bác nhé, phiên bản màu đen cực kỳ đẹp và các anh em rất dễ phối đồ với format gia đình. Cũng mở luôn cho các bác và em trải nghiệm xem bên trong của mẫu lọc xì số EQ31 Plus sẽ có những gì. Thì bao gồm bộ đồ thu này, dây rắc cắm nguồn này, và một dây rắc để chúng ta ghép nối trực tiếp với máy tính để căn chỉnh phần mềm. Cái phần mềm này thì bên em cũng sẽ setup trước tất cả tính năng phần mềm các cái giải nhạc rồi. Đây là các bác mua hàng về, nếu bác nào không biết cách căn chỉnh ấy, về phần giải chi tiết về phần mềm thì bên em đã hỗ trợ các bác rồi. Về chúng ta chỉ cần sử dụng con này và tiếng chất lượng âm thanh nó đã được đẩy lên khá là cao. Đấy. Và phần lớn là sẽ góp phần cho bác và em trong cái việc chúng ta nghe nhạc và trải nghiệm thanh. Lexo A31 Plus. Đấy, giá thành thì em cũng báo luôn cho anh em là hạn 1.800.000 đồng. Đây là mức giá tốt nhất của bộ sản phẩm này rồi. Có những bác trước mua giá trên 2 triệu, đúng chính xác là 2.1 triệu các bạn. Nhưng mà hàng đợt này thì bên em về số lượng lớn nên là sẽ có giá ưu ái hơn cho anh em khách hàng với mức giá chỉ còn 1.800.000 thôi. Lexo A31 Plus. Mẫu lọc xì số này thì sẽ bao gồm tất cả các cần số như từ 20 cho đến 20kHz để chúng ta cần chỉnh từ giải bát, trung đến chép. Ngoài ra thì có các phím chức năng cơ bản như sau: ADS, Server để chúng ta lưu lại những cái mode chúng ta đã chỉnh, có Rickcam để chúng ta gọi những cái mode mà chúng ta đã có lưu ở trên máy đấy. Và ngoài ra thì có loop Earbud để chúng ta thông qua lọc xì đẩy tất cả tiếng chất lượng âm thanh lên cao. Có 3 phím volume các nhá. So với cái phiên bản là A31 Pro ấy, thì phiên bản A31 Plus này đã được cải tiến thêm 3 phím volume để chúng ta căn chỉnh. Đấy, cực kỳ dễ dàng thôi. Mặt sau của A31 Plus đây các bác ạ, đấy, bao gồm rất nhiều đường dây kết nối khác nhau. Ta có thể sử dụng đường dây 6 ly này, đường dây ca lông này, đấy, lấy tín hiệu qua đường dây 6 ly cũng được, hay là đường dây AV trắng đỏ cũng được. Dòng này thì công tắc nguồn được thiết kế phía mặt sau các nhá. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm thêm Lexo A31 Plus thì là cắm đèn lên. Đấy, cái dải đèn led này thì quá đẹp mắt rồi. Đấy, nhiều khi các bác em muốn chơi những cái dòng sản phẩm mà nó có nhiều đèn nháy, nhưng mà quan trọng hơn nữa là phải chất lượng tốt, thì Lexo chính là một cái sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong hoạt gia đình đó ạ. Từ dải đèn led, từ dải thiết kế, phần thiết kế đã rất đẹp mắt với dòng sản phẩm lọc xì rồi. Lexo A31 Plus, các bác thấy tất cả dải đèn led chạy đều đẹp không ạ? Chúng ta phải cấp nhạc vào thì nó mới có đèn tín hiệu như vậy. Còn khi mà chúng ta không cấp nhạc thì các bác nhìn thấy màn hình nó tối. Đấy, và khi chúng ta cấp nhạc vào thì tất cả dải đèn. Ở đây thì em sẽ căn chỉnh, đây là cái phần em căn chỉnh nên là dải đèn nó sẽ nháy như thế này. Còn về nếu như các bác về em biết thao tác một chút, chúng ta căn chỉnh thêm cái dải đèn led nó nháy lên. Khi chúng ta tăng các cái dải từ dải trung đến dải chép hoặc lên cao thì nó sẽ nháy đều đẹp. Ở phần này thì em căn chỉnh dải bát nó hơi to một chút nên là đèn nháy ở bên dải bát, các bác nhìn thấy nó nháy đẹp hơn so với phiên bản so với bên dải trung hay dải chép các bác nhá. Phần lớn thì anh em sẽ sử dụng chơi gia đình thông qua loop Earbud ở đây. Đây là một loop vô cùng quan trọng, cũng giống như là lâm tiếng. Dòng lọc xì cũng có một loop Earbud để thông qua cái tiếng, nó thông qua lọc xì ấy, nó đẩy các tiếng lên từ giải bát, giải trung lên giải chép nó lên cao hơn, nghe nó sống động hơn rất là nhiều. Bây giờ thì cùng với em trải nghiệm vào chất lượng âm thanh của Lexo A31 Plus các nhá. Cùng với em Tùng trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh của mẫu lọc xì số Lexo A31 Plus rồi đúng không ạ? Và các bác thấy rằng là cái phần giải bát khi mà em ấn nút Earbud ấy, các bác có nghe thấy rõ không ạ? Cái tiếng bát nó đánh ra nó đậm hơn rất là nhiều so với việc là chúng ta sử dụng nghe nhạc thông thường đúng không? Cái nút đầu ấy, khi mà chúng ta chưa sử dụng lọc xì ấy, thì tiếng bát nó rất bình thường.
cái giải bass nghe nó có vẻ nó chung chung so với cái giải chung và giải treble đúng không? Và khi mà ấn một cái nút đi bass này, khi em đã căn chỉnh cái giải bass nó to hơn, nó khỏe hơn, nó lực hơn đấy, thì anh em nghe tiếng bass ra nó căng, nó dã, nó sướng không? Đấy, khi đây là một cái việc khi chúng ta sử dụng hay là sở hữu cho mình một con nọc xì với phong hát gia đình, đẩy mạnh tiếng bass, đẩy mạnh tiếng chung và nghe giải chép hay hơn. Với một cái mẫu sọc sản phẩm lọc xì số Lexo A31 này thì bên em luôn luôn có chế độ bảo hành 12 tháng. Đấy, các bác và anh em nào đang có ý định trải nghiệm âm thanh tốt hơn với một cái chất lượng âm thanh số thì đừng bỏ qua mẫu sản phẩm Lexo A31 đến từ nhà Tùng các bác nhá. Và giá thành thì em báo lại cho anh em một lần nữa, 1.800.000 đồng thôi, quá rẻ rồi, mức giá hấp dẫn nhất từ trước nay cho các bác và anh em sở hữu cho mình một con Lexo A31 Plus, mẫu lọc xì số đáng chơi nhất của năm 2023. Vâng, xin chào các bác.